bảo mày cứ đi về nhà, nó điện không làm nghe máy nhá. Dạ vâng. Là sau cô điện mãi lên bảo mày đi về đây, tao nói chuyện với mày, nó bảo là nợ mày. Vâng. Xong nó về thì cô cũng bảo với nó là bây giờ thì sao mày nợ bao nhiêu tiền. Cô ơi, cháu ở trên Hà Nội về thì em Văn em có mua cái xe máy bên cháu đấy, nhưng mà em ý mua theo hình thức trả góp cô ạ. Thế trả góp con xe của nó bán rồi cơ mà. Vâng đấy, chính xác đấy. Trả góp. Xe là cô mua là cô không mua, cái trả góp là cô giả hết nợ nó rồi, đứng tên của nó, lính tên của nó mà cô giả tiền hết cái số xe đấy. Đấy rồi. Con quay ạ. Ờ. Không, đây con xe. Con mang cái điện thoại lên để cho mẹ xem cho anh cho chú xem. Không, đây là không, xe khác. Không, ý là con xe để vâng. Cô mua đấy. Đây, vâng, không phải. Đây là xe khác của xe nó vừa mua của cháu mấy hôm thôi. Để cô để cháu nói đã. Có nghĩa là em nó mua của cháu là cách đây tầm 4-5 hôm. Cái xe là 28 triệu. Đấy, thì em nó giả cháu 10 triệu. Và giấy tờ đây cháu vẫn cầm đây. Nhưng mà em nó lại bán theo cái hình thức là xe không giấy tờ. Cô hiểu không? Đặt, xe nó vừa mua của bên cháu. Xe vừa mua của bên cháu. Cô để, cô để cháu nói, cháu nói cô nói. Có nghĩa này cô nhá, không phải là con xe quay kia, con xe khác, con là xe. Vâng đấy, xe khác. Có nghĩa là giấy tờ đây, trả góp thì đã giả hết tiền đâu mà cháu đưa giấy tờ đúng không cô? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà đáng ra là phải là em nó phải giả đủ hết tiền cho cháu hàng tháng ấy, sau cháu mới đưa giấy tờ và căn cước đây, căn cước của em nó thì cháu cầm đây, cô nhìn thấy rồi đúng không? Thì nhưng mà em nó. Mở TV đấy. Em cháu tắt TV cháu. Nhưng mà em nó lại bán xe cho một bọn khác theo hình thức là xe không giấy tờ. Cô hiểu ý không? Còn là xe không khác thì xe trộm cắp luôn. Đấy, và em nó thì cháu nó nằm ở đâu nhỉ? Thạch Thất. Thì hôm qua cháu thì cũng không muốn về đâu. Cháu muốn giải quyết tình cảm thôi. Cháu thấy nó đăng lên chợ nhóm ở trên Facebook ấy, nó bán. Thì nó bán rồi. Thì cháu gọi điện cho nó thì cháu bảo là xe của anh, sau em trả góp chết tiền sau em lại bán. Đấy thì nó bảo là em chưa bán. Đấy, nó chưa bán xong rồi cháu cho nhân viên về tận nơi tận chỗ nó làm ấy, thì người ta bảo là nó vừa bán lúc sáng và bây giờ nó trốn đi rồi, cho đến thì bắt đầu nó trốn đi đấy, không biết bây giờ cháu không biết đâu. Thì hôm qua cháu bảo là nếu mà em mà như thế thì anh sẽ báo công an, em đừng vì có mười mấy em đợi anh về nó lợi cháu là hai lợi cháu là sao mà tổng này 18 triệu và cả lãi là 21 triệu. Đấy, bây đừng... giờ là cả lãi cả gốc là 21 triệu. Vâng, vâng. Là con 28 triệu. Vâng, vâng, vâng. 28 triệu nó giả em được 10 triệu rồi. Vâng, chính xác. Còn 18 triệu. 18 triệu giả nữa. Trong vòng 10 tháng. Đấy gọi là lãi 10 tháng là như thế. Còn bây giờ cháu không quan trọng là lãi như nào, cháu không quan trọng cái chuyện này đấy. Nhưng mà có là tổng là như thế thì cháu mới bảo nó, cháu nhắn tin Facebook cho nó bảo bây giờ em đừng vì cái số tiền nó nhỏ quá mà em như thế, anh về anh báo công an đấy, anh về tận nơi. Anh cho cơ hội từ tối hôm qua đến hết ngày hôm nay liên hệ lại với cháu thì giả vẫn cháu vẫn cho giả bình thường, cháu không gì nữa. Nhưng mà nó hôm qua nó gọi điện thì lúc chờ nó ngang bướng thế, lúc cháu đăng cái bài viết lên Facebook của cháu ấy thì là nó bắt đầu nó gọi điện cho cháu, nó khóc, nó bảo anh ơi thế nọ thế kia, anh cho em xin em sai rồi, em chuyển anh 9 triệu nữa đấy, còn đâu là em còn chỗ còn lại em giả dần. Thì cháu vẫn ok, bảo ok thì thôi. Nhưng mà hôm nay thì nó lại chặn Facebook của cháu, gọi là nó lại hủy, nó chặn hết Facebook, cháu không liên lạc gì với cháu nữa, cháu gọi điện các thứ cũng không được đấy, thì cháu mới phải về tận nhà mình. Thứ là cháu không muốn về nhà làm gì cả đâu đấy, nhưng mà bây là cái đường cùng rồi, cháu phải về. Đây nó lừa cháu, bây giờ cái số tiền nó không quá to nhưng nó lừa, nó mua trả góp, bây giờ sau rồi nó bán có lãi cơ cô ạ. Có nó giả cháu có 10 triệu cho nó bán được 13-14 triệu cô đấy, nó không có thì hình thức là lừa đảo đấy. Giấy tờ đây cháu vẫn còn đầy đủ ở đây. Chán lắm. Chán rồi, hết chưa? Dạ, bây vâng, ok. Cô không biết cháu ở đâu thì cô vâng, không biết. Vâng, vâng. Trước khi nó mua xe. Vâng. Rồi, trước nó mua con xe trả góp, cô cũng giả hết tiền rồi. Vâng, vâng. 10 triệu. Vâng. 10 triệu. Vâng. Thì cô đứng tên của cô. Vâng. Nhà đấy, cái bảo hiểm, cái đăng ký mua thì của nó. Vâng. Thì cô cũng bảo với nó là mua xe là mẹ đứng tên mẹ giả nó. Rồi, cô nói với cháu nha. Vâng. Nó đi lính 18 tháng. Vâng ạ. Mẹ cung cấp cho bao nhiêu tiền? Không gửi cho mẹ một đồng nào, lần nào cũng gọi tiền nó nợ quán ở trong quán điện tử đấy. Cô bán được con lợn là cô trả hết tiền cho nó. Thì xong cứ để thế này ạ. Bán được con lợn cô trả hết tiền để nó mua xe thì bố nó không mua, thì cô cũng vâng. Bảo thôi bây giờ bố mẹ nó cũng lớn rồi.
nó thanh niên, nó năm nay cũng 18-20 tuổi rồi, thì cô đưa con xe trả góp cho nó. Bố nó đồng ý, cô ra được 10 triệu cô mới trả góp. Thế là 2 tháng sau cô giải hết cái 10 triệu đấy. Dạ vâng. Thế là bắt đầu không nó đe nó bán, cô bảo là mày không bán xe mày để mày đi. Vâng. Mẹ nói mày phải nghe, nó không nghe. Vâng. Thế là cái xe lại ở công ty không à, ở là ý là cháu bán ở công ty không cho bán quả ngoài. Ý là con xe bên công ty. Đợi xe là quán của cháu. Ừ, ý là quả công ty không à, ý là cháu mở cho bán. Bọn cháu mở ra quán của cháu luôn, cho bán cho nó luôn. Ờ, là bên xe công ty đấy. Bọn đây xe đây là trả góp, là trả góp trực tiếp với cháu. Vâng, không qua ngân hàng. Vâng, xe đấy, mới tôi hiểu. Xe cũ, xe cũ ạ. Xe đấy mới của nó thì nó đắt lắm, nó đắt hơn số tiền đấy nhiều. Ờ, thế là cô hỏi nhá. Chính xác là nó mua xe, cô phải gọi điện, cô cháu phải gọi điện cho cô. Vâng. Cô trả lời như thế nào? Cho nói với cô nha, bao nhiêu lần, một thằng nó một lần nó cũng vay sắp vay nửa, thằng nó nằm ở dưới này. Dạ vâng. Nha. Nó lên cạnh nhà nó xung buổi thằng với cô ngoài cửa. Không, thằng nó sợ hay là nó cửa vào. Dạ vâng. Cô bảo là mày cứ đi vào nhà nó ba thằng liền, cứ đi xe máy thôi, xe đạp, hắn đi ô tô ba thằng liền, hắn là người trên một thằng thằng lên. Không, ta bảo mày cứ đi vào nhà tử thế, nó chỉ ăn người lớn và ai trẻ con. Vâng. Xong rồi cô mới sao bảo thằng ấy xuống, thứ hai nó không xuống, thế thằng ba xuống, chú mày thì lãng, chú mày lén cô ở hai nơi. Thì cô mới điện cho thằng này xuống, thằng này nó xuống. Vâng. Thế xong rồi cô cũng nói luôn, thì nó bảo mày cứ đi về nhà, nó điện không làm nghe máy nhá. Dạ vâng. Rồi xong cô điện mãi, nó bảo mày đi về đây, tao nói chuyện với mày, nó bảo là nợ mày. Vâng. Thế xong nó về thì cô cũng bảo với nó là bây giờ thì sao mày nợ bao nhiêu tiền, nó nên cả mãi cả góp là 21 triệu. Thế xong cô xin được, cô xin được 6 triệu. Vâng. Cô giảm 15 triệu, là cô không có tiền trong trong nhà, không có được tiền nào. Vâng. Cô vay ở thằng ở đây một con, nó cho cô vay 25 triệu. Vâng. Thế là cô giả tiền lãi cho nó luôn, là bây giờ cô vay là 20 triệu. Số tiền bây giờ cô đưa cho thằng này chưa trả nợ ra, nó chưa hết nợ nhá. Dạ vâng. Chính xác nó mua xe cô phải điện, cô phải cháu phải điện cho cô này. Không, cô ơi, thì đi cô nói hết nha, mua xe thì mua, nó không bao giờ nó giả hết nợ. Mẹ của nhà mẹ giả nợ. Cô để này, cô để cho nó cô phải điện, cháu phải điện cho cô này. Không, đấy, cô phải để cho nó này, em nó thứ nhất là đủ 18 tuổi rồi. Đúng rồi. Đủ trách nhiệm với xã hội rồi, đủ tuổi để chịu trách nhiệm rồi. Đúng rồi. Đấy, đây cháu bán cho thì cháu không gọi về cho gia đình, thế chuyện đấy là chuyện của cháu với nó thôi. Còn đây cháu về ngày hôm nay thì không phải là đấy, cô biết cháu vào đấy. Cháu gặp cô thì gặp ông hay là ai, cháu là con người làm ăn, cháu không phải là dân xã hội cho vay nặng lãi. Đúng rồi. Mà cháu là mở quán làm ăn bình thường. Đấy thì cháu về cháu nói chuyện với gia đình mình, xem gia đình mình tác động vào nó, để nó thì nó vẫn có tiền đấy. Hôm qua nó bảo là nó bắn cho cháu 9 triệu. Thế nó bắn cho mày chưa? Nó chưa bắn, thì hôm nay nó lại chặn Facebook của cháu. Cô hiểu không? Qua này nó bảo là cho em xin lỗi. Tí nữa tao gọi nó xem có gọi xuống không. Cô thử gọi cho nó nói chuyện xem. Xem ý tao không nói gì về xe. Vâng, vâng. Thế cô chú khổ với nó quá rồi. Tao nói mẹ nó đẻ rồi, khổ. Vâng. Xe cho nó tỏ rồi. Vâng. Thế sao chúng mày biết nhà tao mà gọi thằng đấy? Cháu tìm ra ngay có gì đâu. Siêu bên nhỉ? Vâng. Mày đi lấy nước cho ông nội đi nhá. Nước kìa. Lấy chai khác, ăn lấy chén khác. Cô về làm vậy ạ? Ờ, còn chưa kịp ăn cơm ấy. Vừa mới cũng được 2 bình thuốc về đây này. Vâng. Không gọi được. Trương đọc cho cô số, cô gọi số bao nhiêu đấy ạ? Cái số 228. Xem nào, cái số đấy rồi. 284. 0354 633. Đây, ta gọi cái này đi. Vâng. Nó khóa một cả số. Có phải số này không? Ừ. 0354 633. Đúng rồi. Đúng rồi. Không gọi được. Thứ ba rồi. Ta gọi, ta hỏi cho nó trả lời thế nào. Vâng. Không có không đến trả lời. Mà sao cái gặp bố mẹ đâu mà nó hai cháu. Dạ vâng, ông muốn nói đi ạ. Dạ vâng, nó cứ mỗi số đấy thôi mà. Hôm qua thì nó qua điện cho cháu, nó bảo em sai rồi, anh cho em xin. Thì cháu bảo ok. Đấy, thì mày, nó bảo em có 9 triệu, em chuyển cho anh trước, có đâu số còn lại em trả lốt. Cháu bảo ok, thì thôi. Tuy ra đi, mày, thì mày nói tao mày đã một phát cho mày ra ngoài kia bây giờ. Nói chung là cháu giải quyết tình cảm thôi, cháu chẳng muốn làm to gì đâu. Tao chán
vì nó nữa. Vâng. Tao thấy đau đầu vì nó lắm rồi đấy. Hết đi lý, không có đồng tiền nào mang về. 20 triệu trong căn tin hết sạch, không có một đồng nào mang về. Xong mà vay sấp vay ngược. Hạ 17 Tết rồi tao phải đi vay tiền người ta giả cho nó. Xong bây giờ thì 20 triệu tao trả cho nó hết, chưa hết nợ. Vâng. Đấy mày thấy xong bắt đầu đi về Quảng Ninh làm. Chưa được 1-2 tháng trời tai nạn với Quảng Ninh. Vâng. Xong mà hôm sau thằng chủ điện tao nó bảo nó tai nạn em về chăm nó. Chú mày bảo không tao về. Vâng. Nó có số của cô mà. Nó có mới có số này. Nó đi đi na. Nó chỉ mới đi. Tao tắt rồi. Không có mình lấy nhầm số. Chắc cô bấm nhầm số rồi. Mang lên máy rồi. Cô vừa gọi đây ra là đúng đấy. Đây để chỗ. Để cho đọc cho. Đây tao vừa mới lấy ở trong này ra đúng rồi. 0354 633 đúng rồi. 284 ừ. Đây chắc là máy to để máy của cô đấy. Máy đấy của cô cũng sắm. Không, viên theo con đen. Này không mở ra to nữa. Vâng. Ta ở đây này. À giả mở ra to đấy. Ơ cho nó đại lắm. Mẹ ông ngọc có sao mở được. Sao không mở muốn to lên. Sao gọi cái theo mà này vừa. À gọi cái này này gọi để cho nó được mà này. Cô thử gọi lại. Mày đến. Thế nào? Tập. Chắc là tưởng thấy có lạ gọi chắc. Không, số này nó gọi cho cô một lần rồi. Cô gọi nó một lần rồi. Chắc nó không để ý. Hôm cô để máy ở nhà là nó. Cô để mang cái máy lên, cô để máy nhà nó. Thằng này nó nghe máy. Cô chán thì nó lắm rồi đấy. Vâng. Sau đầu mà nó bây giờ chính xác là 20 triệu ở thằng này. Cô chưa giả hết lậu nhá. Vâng. Đấy, tính nhất là nó đi lính nhá. Xong bây giờ về cô. Cái thằng nó mày ra thằng này nó sợ. Cũng tầm này thằng ấy lên đây. Để sẽ làm được đấy là cô đây. Vâng. Thôi cô bây giờ thế này nhé. Cháu thì cháu về cháu bảo với cô vậy thôi. Ừ. Thì cô chủ động liên lạc với nó. Bảo nó là cháu cho nó trong vòng tầm 2 ngày nữa. Nó liên hệ lại với cháu xem là nó gặp cháu như thế nào. Thế thôi cháu giải quyết thì tình cảm thôi. Cháu không muốn gọi là làm to chuyện đi làm gì đâu. Còn sau 2 ngày nữa nhé. Nó mà không liên lạc với cháu thì cháu làm đơn để cháu kiện. Cô nói cái này này. Vâng. Cô cháu cứ nói đi. Bây giờ nhá. Dạ vâng. Trước khi nó là vừa rồi nó vay tiền đi lính vay sắp vay ngược cô giả cô tiền vâng. Nói hôm cô nó kêu bố nói rồi lần này mày giả nợ lần sau mày không giả nợ dạ vâng. Bố nó bảo là tuổi của mày vào tu rồi rồi vâng. Bố nó tuyên bố thế còn chậm, cô nói với cháu nhá bây giờ cháu ở đâu thì cô không biết cô là vâng. Quan thôi dạ vâng. Hà Nội thì cô không biết ở dạ vâng. Thì chính xác nha là cô cháu cứ chục ngày 7 tháng này cháu không thấy cháu cứ bắt nó bình thường cô không nói gì hết vâng, okay. Này, cô cháu không quan tâm không quan tâm với nó nữa vâng, cô chán okay. Với nó rồi. Dạ vâng. Đấy, bây giờ cái 20 triệu ở đây này, chính xác cô phải ở làm cô giải hết nợ cho nó. Ok. Đấy, cô chán với nó rồi. Bố nó mới cái vụ án này, bố nó chửi cô chết. Vâng. Trước khi nghe nó về đăng ký cô đã bảo rồi. Bây giờ cháu bảo cô này này, cô không quan tâm nó cũng được. Đúng rồi, gì nó là con cô. Bây giờ cháu chỉ bảo này thôi. Cô cứ chủ động lên nào của nó. Bảo nó có gì cứ bảo nó có ngày mai không được thì ngày mai cô gọi cho nó được thì cô khuyên nó sang gặp cháu nói chuyện thì đừng để mọi việc nó đi quá xa cô ạ. Tôi chỉ bảo thế thôi. Còn đâu cháu cho cô tiền của cháu thì không thể là không giả được đâu. Là chắc chắn là điều như vậy. Vấn đề như thế nào thôi, giải quyết làm sao thôi. Mà đi tù tiền nó vẫn phải giả cơ, mà đi tù nó không phải giả tiền đâu. Đấy, vấn đề là cô vẫn phải giả, phải giả cho nó đàng hoàng. Nó mới biết thân cổ của nó được. Đây là cái tội này của nó là tội lừa đảo rồi cô ạ. Nó lừa, nó bán, nó lấy tiền, chiếm đoạt tài sản, sau đó bán xe kiểu theo phong cách là không khác gì xe trộm cắp, giấy không giấy tờ. Rất là nguy hiểm chứ không phải đơn giản đâu cô ạ. Thì bao giờ giả hết tiền được mà vâng. Giấy tờ, xe nào xe phải có giấy tờ. Vâng. Xe nào, bây giờ cũng có thì bán xe ăn trộm ăn cắp. Đúng rồi, bây theo giờ hình thức thế. Mua xe của công ty cũng phải có đủ giấy tờ nó mới cho giấy tờ hai vâng. Thôi. Xe nào xe đâu phải có đủ đăng ký thì rơi vâng. Mấy
Thôi cô, cháu xin phép nhé. Cô sáng thì nói đấy, bây giờ đấy. Cô có những cái nói này còn người đây này. Vâng.